Và giờ phút này đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhâm nhi những chén trà xanh Thái Nguyên, những phong cảo ngọt, và hãy cùng đến với những lời phát biểu đầu tiên, với những lời phát biểu đến từ vị đại biểu đại diện cho gia đình Hoa Nhà Trai. Và bác sẽ có những lời phát biểu cũng như giới thiệu các xính đế hơi trầu trước sự minh chứng của toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý của hai bên gia đình, tôi là bác Duyệt của cháu Tùng, được sự nhất trí của ban bên nhà trai, tôi xin đại diện nhà trai xin gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe với tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể hai bên gia đình. Và cho tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của họ nhà gái đối với quan viên họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ, có mặt trong buổi lễ an hỏi ngày hôm nay, đoàn nhà trai chúng tôi có đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, vợ mợ, anh em nội ngoại. Đặc biệt có sự hiện diện của ông bà Quyến Tính là song thân của cháu Tùng. Kính thưa các cụ, cố nhân xưa có dạy: trai khôn dựng vợ, cái lớn gả chồng. Cháu Tùng, con ông bà Quyến Tính, và cháu Thơm, con ông bà Vinh Dung, hai cháu đã tìm hiểu nhau và quyết định trăm năm hạnh phúc với nhau. Hai cháu đã thưa chuyện với hai bên bố mẹ, và hai bên bố mẹ đã bàn bạc và thống nhất ngày ăn hỏi và ngày cưới cho hai cháu theo đúng phong tục tập quán của người Việt Nam. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có chuẩn bị những mâm sính lễ mang sang bên nhà gái, kính mong gia đình ông bà Vinh Dung và họ nhà gái chấp nhận để cho phép chúng tôi được hỏi cháu Thơm về làm dâu gia đình ông bà Tuấn Tín. Cuối cùng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Tôi xin trân trọng cảm ơn.